Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Ngọc Thiện TV. Hôm nay là một ngày cũng là khá là đẹp trời. Và mình sẽ làm review cho anh em một cái cây vợt cũng rất là ngon của Landon luôn á các bạn. Đó là cây Landon 50C. Đây là một cây vợt tầm trung của Landon ha, giá dưới 2 triệu. Đó. Rồi thì hồi trước á thì rất nhiều anh em kêu mình là làm cái cây vợt 50C này, rồi so sánh nó với 4000C, so sánh nó với lại 20C này kia. Đó thì lúc đó thì mình không có tìm được cái hàng, cũng như là mình hỏi rất là nhiều shop luôn, không có shop nào còn hết trơn. Đa phần là mình thấy mấy cái shop là có mấy cây dòng 4000 các bạn, 4000B, 4000C, 50D hay là 300C, 300B này kia, chứ thật ra là cái cây 50C này không biết sao mà mình hỏi không có. Đó. Rồi thì hôm nay mình có trên tay thì mình sẽ review cho anh em xem, để xem mấy cây này đập như thế nào, cong như thế nào, thủ như thế nào. Đó. Rồi và so sánh nó một chút với những cái cây cong khác nha. Rồi bây giờ thì bắt đầu thôi các bạn. Thì cái cây Landon 50C này nè các bạn, mình thấy nó là một trong những cái cây vợt mà dưới 2 triệu rất là ngon của Landon luôn. Một món hời cho những bạn nào mà sở hữu được nó đó. Nó mà hiện tại giá của Landon đang rất là tốt. Nếu như mà các bạn tìm được những cái chỗ nào mà nó bán ok á, thì thậm chí là dưới 1 triệu 6, dưới 1 triệu 7 luôn á các bạn. Đó, thấy ghê chưa? Mà trong cái tầm giá này á, thì Landon nó đâu có nhiều cái cây ngon đâu. Thật ra là nó có những cái cây như là mình thấy là đập đập ngon nha, cong ngon á. Mà dưới tầm trung á, thì nó khoảng 5-6 cây. Có 4000C nè, 5000 nè, 300C nè, 001C nè, rồi cây 20C đó. Thì những cái cây đó cùng với cây này là mình thấy là cộng ok đó. Về cái độ rung này kia thì mình không nói, nhưng mà mình thấy là cộng ok á. Rồi thì ok như thế nào, ngon nghẽ ra sao, ngon bổ rẻ như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng đi qua 3 phần đi các bạn. Thì ngoại hình nè, thông số chi tiết, công nghệ nè, và cuối cùng là cái cảm nhận thực tế của mình khi mà đánh cái cây này. Đó, để các bạn sẽ có cái góc nhìn kỹ hơn khi mà tham khảo cây này cũng như là đem nó về. Rồi. Về ngoại hình á, thì cái cây Turbo Skin 50C này nè các bạn, nó được phủ toàn thân là một cái lớp sơn nhám. Cái đặc điểm của sơn nhám là gì? Như bữa giờ mình cũng nói á, thì cái sơn nhám nó sẽ giúp cho cây vợt bền hơn. Bền hơn khoảng chút xíu thôi, chứ da chạm mạnh thì nó cũng chóc sơn như thường. Đó, bền hơn. Nhìn ngầu hơn. Nhưng mà cái nhược điểm á, thì các bạn mang ra sân đánh á, thì nó sẽ khó để nhận biết hơn. Tại vì đã sân nhám rồi mà nó còn màu đen và màu đỏ nữa đó, cho nên là các bạn nhìn từ xa khoảng 5-6 mét thì khó mà nhận ra được đây là cây 50C hay 4000C hay là 20C. Nói chung là những cái đó nó cũng na ná nhau thì khó mà nhận ra được đó. Chỉ khi nào các bạn sơn nổi thôi, như cây 300C đó, hoặc là cây mấy cây dòng Y á, 70Y này kia đó, thì nhìn cái là biết là cây gì liền. Đó, thì còn mấy cây này thì nó sơn nhám mà nó còn sơn những cái màu tối nữa nên nó rất khó nhận ra. Rồi. Thì cái sơn của tổng thể là cây vợt là như vậy ha. Còn cái đũa thì nó sẽ ghi cái dòng chữ là Turbo Skin ở đây, và kế bên nó sẽ là chữ 50C, còn mấy cái cây khác 20D hay là 20C gì á thì nó sẽ ghi của tên của cái dòng vợt đó. Còn về cái khung vợt các bạn, thì các bạn nhìn kỹ vào cái khung vợt nè, thì cái hai bên hông này nè, nó sẽ được làm mạnh ra để nó tăng về cái khả năng tấn công, các bạn đánh nó cũng sẽ dễ trúng cầu hơn. Đó, thì đa phần những cái cây vợt mà nó thiên về khả năng tấn công á, đánh đôi á, thì nó sẽ được làm mạnh ra hai bên. Như cây 88S nè, rồi mấy cây dòng C của Landon nó cũng được làm như vậy. Rồi cái phần đỉnh á của cái dòng turbo này á, nó sẽ làm thon hơn một tí. Thì mình có chụp lại so sánh giữa cái cây 50C này và cái cây 4000C này các bạn. Đó, thì hai cái mặt vợt các bạn thấy, cái mặt vợt của cái thằng 50C này ở cái phần từ cái giữa mặt vợt cho tới phía dưới á, nó sẽ được mạnh hơn, nó sẽ rộng hơn so với thằng 4000C. Tuy nhiên thì từ giữa mặt vợt cho trở lên đỉnh á, thì thằng 50C nó sẽ hẹp hơn. Để chi? Để nó tăng về cái tốc độ đó. Tại vì turbo mà, turbo trên kinh là thiên về đánh nhanh mà, cho nên là nó sẽ làm như vậy để nó tăng về khả năng mà các bạn tạt, các bạn thủ nhanh mà, đánh nhanh mà. Đó,
thêm một cái yếu tố nữa là cái mặt phát của cái mặt vợt, thì các bạn thấy cái mặt phát của nó là hình lưỡi kiếm đó, mà đặc điểm của cái mặt phát hình lưỡi kiếm đó, nó chính là nó cũng sẽ thiên về tốc độ đó. Một cái cây vợt huyền thoại mà có cái mặt phát lưỡi kiếm là cây BS-12 đó các bạn đó. Thì cái cây đó thì các bạn biết rồi đó, đánh cực kỳ nhanh, sướng, đập cũng rất là ok luôn đó. Thì cái mặt phát lưỡi kiếm là nó sẽ hỗ trợ chúng ta về tốc độ ha. Rồi đó, thêm một cái nữa là cái đũa vợt của cái cây này á các bạn, nó rất là mỏng luôn. Nó rất là mỏng luôn để hỗ trợ chúng ta đánh nhanh đó. Cái cây này là cái dòng C nữa đó, nó là cái dòng C nữa, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó sẽ nặng đầu hơn tí, thân nó cũng nặng hơn, đũa nó cũng dẻo hơn một xíu để nó hỗ trợ chúng ta những cái cú đập á, rất là lực, đập rất là sướng luôn các bạn, nổ đùng đùng luôn á đó. Mình nhận thấy là đập á thì cây này ăn đứt cây 4C đó. Cụ thể như thế nào á, thì chắc chắn là mình sẽ có một cái bài để mình so sánh hai ông này với nhau, hay thậm chí là mình sẽ so sánh luôn với em 20C để cho các bạn sẽ thấy rõ ba cây vợt nó sẽ khác nhau như thế nào. Như nãy mình nói á, một cây vợt dòng turbo thiên về đánh nhanh mà nó lại là dòng combat nữa, thiên công nữa, thì nhà sản xuất họ sẽ trang bị các thông số như thế nào cho cây vợt này đây? Cái lúc mà mình đọc được cái thông số của nó các bạn, mình nghĩ đây là một cái cây chắc chắn là nặng đầu, chắc chắn là thiên công, và chắc chắn là rất là nặng, khó đánh. Đó, các bạn biết cái điểm cân bằng của cái cây này á, nó rơi vào 305mm. Đó, cái trọng lượng mà nhà sản xuất đưa ra á, là 3U, 86g. Và cái thân á, cái đũa của nó là cứng trung bình, cứng trung bình nha. Đó, khi mà mình đan lưới xong, mình quấn cán, mình quấn một lớp băng keo điện, hai lớp quấn lót và cái quấn cao su ở ngoài, thì cái trọng lượng nó lên là 93g. Đó, thì mình nghĩ cái mức trọng lượng này á là ok, là đẹp á, là nhẹ cho một cái cây bao u. Đó, bình thường á bao u á mình làm xong á nhiều khi nó lên tới 98, 99, nhiều khi cả 100g luôn á các bạn. Đó, như là cây Zephyr 2 của mình á thì mình cân lên là nó gần cái 100g á. Đó, thì mình nghĩ cái mức này là nhẹ đó, thì turbo mà tạc thì không thể nào mà nó quá nặng được, nặng quá sao tạc được. Đó, rồi cái thông số là vậy ha. Còn một cái nữa là cái swing mình không có tìm được cái mức swing của cái cây này. Mình cũng tìm nhiều nhưng mà không ra. Đó, bạn nào mà biết được cái swing của cây này hoặc là bạn nào đo rồi á thì comment cho mình biết nha. Đó, thì mình nghĩ cái mức swing của cây này á không có thấp đâu các bạn, ít nhất là phải 85 trở lên, 85kg trên cm vuông trở lên. Nó tại vì nặng đầu mà, rồi thân nó cũng hơi dẻo dẻo nữa, và nó trọng lượng của nó nặng nữa, cho nên là các bạn mình nghĩ là nó cái swing của nó cao quá chứ không thấp đâu. Rồi, chúng ta đi xong cái phần thông số chi tiết nha, thì bây giờ mình đi qua một chút mé chút về cái công nghệ đi, để mình xem một cái cây vợt tầm trung của Lenin á thì được nhà sản xuất họ áp những cái công nghệ gì lên cái cây này. Dù là một cái cây vợt tầm trung thôi các bạn, giá hồi nãy mình nói tầm 1.6-1.7 hoặc là nhiều khi nó rẻ hơn nữa, thì nó được Lightning trang bị những cái công nghệ gì đây? Thì mình tham khảo được á, thì Lightning họ trang bị ít nhất là cũng khoảng 8 cái công nghệ trên cái cây vợt 50C này đó các bạn. Thì cái công nghệ thứ nhất á mà mình muốn giới thiệu đến các bạn á, là cái công nghệ Dynamic Optimum Frame. Thì cái công nghệ này á là cái gì? Là nó sẽ mở rộng cái điểm ngọt một cách linh động các bạn. Đó, thì các bạn nhìn hồi nãy mình nói á, là các bạn nhìn cái mặt vợt nè. Đó, thì cái điểm ở trên đầu này nè, nó sẽ không có quá bự mà nó sẽ thon một tí. Đó, nhưng mà xuống phía dưới á, thì nó sẽ bạnh ra để chi, để các bạn khi mà các bạn có những cú tạc á, cú tạc các bạn tạc thì tốc độ nó vẫn rất là nhanh, nhưng mà khi mà các bạn đập á, các bạn cong cầu sau á, thì lúc này là cái điểm bự ở dưới đây nè nó sẽ phát huy tác dụng, nó sẽ cong mặt vợt bự mà các bạn cong rất là sướng. Đó, thì mình thấy cái công nghệ này á, nó tương tự như là công nghệ isometric trên UNET đó các bạn. Đó, thì cũng là mở rộng điểm ngọt, đó, tối ưu hóa làm sao cho những cái quả chúng ta đánh á, nó hiệu quả nhất, và nó kiểu như là nó vừa nhanh mà nó vừa mạnh á. Đó là cái công nghệ Dynamic Optimum Frame ha. Rồi, tiếp theo á, là cái công nghệ Aerotech Beam System. Cái công nghệ này là cái gì?
cái công nghệ này là nó sẽ tối ưu hóa cái khí động lực học trên cái khung vật, trên cái thân vật luôn, để làm sao cho chúng ta đánh là cái sức cản không khí nó thấp nhất đó, các bạn đánh không có bị mất sức. Chứ cầm một cái vợt mà nó đánh mà các bạn cảm thấy nó mệt quá, đánh hồi là cảm thấy mệt thì sức đâu nữa mà đánh lâu dài, đúng không? Đó, thì cái công nghệ này á, nó sẽ áp dụng trên toàn cây vợt và nó giúp chúng ta đánh khỏe hơn, kiểu như là cảm giác nặng thì nó vẫn có cảm giác nặng đó, tại vì cái trọng lượng vậy thì làm sao mà nó làm cho nhẹ được. Nhưng mà cái công nghệ này á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là giảm bớt cái sức cản của không khí. Cái công nghệ thứ ba các bạn, đó chính là cái công nghệ Stabilized Torsion Angle. Thì công nghệ là cái gì? Cái công nghệ này là đơn giản thôi, nó là chống rung cho thân vợt, chống bằng xoắn đó các bạn. Khi mà các bạn đánh á, thì cái độ rung của cái cây này nè, mình thấy là nó có nhưng mà nó rất là ít các bạn. Nó thì cụ thể như nào thì mình sẽ nói ở cái phần sau á, cái phần mà cảm nhận thực tế của mình á. Đó, thì phần này thì mình chỉ nói về cái công nghệ thôi ha. Rồi, thì chống rung ha. Rồi chống rung rất là hiệu quả luôn á. Rồi tiếp theo á, với những cái cú đánh mà các bạn, khi mà các bạn không có đánh vào những cái điểm cái giữa này nè. Đó, giả sử như các bạn đánh bên đây á, thì thường á là nó sẽ quẹo qua cái vợt, quẹo qua bên đây, các bạn phải kìm cái tay lại á, thì nó mới không có qua. Hoặc là đánh bên đây á, thì nó sẽ bị quẹo qua bên đây. Đó, cái công nghệ này á, thì nó sẽ chống vặn xoắn cái vợt á các bạn. Nó sẽ ổn định lại cái thân vợt để cho chúng ta đánh những cái cú sau và cái tay của chúng ta nó không có bị gọi là quá mỏi với những cái cú đánh đó. Đó là công nghệ Stabilize rồi Torsion Angle ha. Rồi, cái công nghệ thứ tư á mà mình muốn giới thiệu đến các bạn á, đó là cái công nghệ nó in trên thân vợt luôn nè, là UHB Sáp. UHB Sáp là sao? Là nó sẽ thay đổi cái điểm uốn trên cái đũa vợt các bạn. Thông thường á thì với những cái cây vợt bình thường á thì nó sẽ uốn ở đây. Đó, khi các bạn đập á thì nó sẽ uốn xuống rồi đập xuống rồi nó dở lên, đập xuống dở lên thì cái điểm uốn sẽ nằm dưới đây. Thì với công nghệ này á thì Landon họ đẩy cái điểm uốn lên tí, lên đây để làm gì? Để cây vợt nó sẽ tăng cái hiệu suất các bạn cong, các bạn smack á, thì nó sẽ tăng hiệu suất làm cho cái bò đạp của chúng ta nó mạnh hơn, lực hơn. Nhưng mà sau đó thì cái đũa nó sẽ phục hồi lại cái vị trí ban đầu nhanh hơn, để cho chúng ta đập những cái quả sau á nó sẽ không bị trễ nhịp. Đó là cái hiệu quả của cái công nghệ UHB Sáp ha. Cái công nghệ thứ năm đó các bạn, đó chính là cái công nghệ High Tensile Slim Sáp. Có nghĩa là công nghệ này là công nghệ giúp cho cái đũa vợt các bạn trở nên mỏng hơn đó, để cho chúng ta đánh những cái quả nó trở nên chính xác và tốc độ nhanh hơn. Thì các bạn biết rồi đó, đũa mỏng thì nó sẽ thiên về tốc độ, còn cái đũa dày á, thì nó sẽ thiên về tấn công. Những cái vợt mà các bạn thấy cái đũa của nó mà nó hơi dày á, các bạn cong sướng lắm, đập đùng đùng luôn. Còn cái đũa của nó thì đũa mỏng á thì nó sẽ thiên về tốc độ. Tất nhiên là còn phải tùy vào những yếu tố khác nữa, chứ không phải là cái đũa là nó quyết định cái vợt là cong hay thủ nha. Đó, rồi thì bên cạnh đó nó có thêm những cái công nghệ như là TB Nano, rồi Hotmate, rồi MBCF, nhiều lắm. Thì nãy mình nói cũng khoảng ít nhất là 8 công nghệ các bạn. Rồi, thì đi về cái công nghệ xong ha. Bây giờ thì mình sẽ đi tới cái phần thứ ba, đó chính là cái cảm nhận thực tế của mình khi mà đánh cái cây này nha các bạn. Để mà trước khi nói về cái cảm nhận thực tế của mình khi mà đánh cái cây 50C này á, thì mình sẽ xin mời các bạn xem cái video mình test thực tế trên sân nha. Thank you.
từ lúc mà mình đem mấy con này về này các bạn, cho tới hiện tại á, thì cũng được khoảng nửa tháng rồi. Và trong một tuần á, thì mình đánh 5 ngày, mà tính tới hiện tại thì cũng được 10 ngày. Thì cũng được 10 ngày là mình đánh cái con này. Đó, thì 3 ngày đầu á các bạn, mình đánh nó rất là khó chịu, rất là kỳ cục. Mặc dù á, cái điểm cân bằng của nó thấp hơn cái con 4000C, thấp hơn con 4000C nhiều. Cái điểm cân bằng của con này là 305, 4000C là 308, thấp hơn. Và cái thân của nó thì cũng cứng trung bình, ngang ngửa với con 4000C. Chỉ có cái trọng lượng của cái thằng 50C á, là nó nặng hơn có 1g à. 1g thì cũng đâu có nhiêu đâu đúng không? Chưa kể là cái sự chênh lệch nữa, chứ không phải đúng hoàn toàn so với dạng xuất họ đưa ra. Đó, thì cảm giác 3 ngày đầu đánh rất là nặng, rất là cực và rất là mệt các bạn. Đó, rồi tuy nhiên thì mọi chuyện nó đã thay đổi hoàn toàn sau 3 ngày. Cái ngày thứ 4, thứ 5 mình đem ra mình đánh, mình cảm thấy mình bất ngờ với cái con này. Tại vì công sướng quá, đập cái tao bạc, đập gọi là cầu đi nhanh, lực và rất là cắm, lực hơn cái con 4000C nhiều. Đó, thì lực hơn nha. Còn khi mà các bạn tạc thì sao, các bạn tạc, các bạn thủ thì sao, cũng rất là nhanh luôn. Tạc thủ thì cái dòng Turbo Chân Kinh là chuyên về những cái việc đó rồi, cho nên là các bạn khỏi lo cái việc tạc thủ nó có bị mệt hay là nó có bị tù hay không, thì không, không hề, rất là ngon. Đó, hồi nãy các bạn xem clip các bạn cũng thấy ha. Đó, thì tạc ngon, thủ dễ, đập ngon. Tuy nhiên thì đòi hỏi thì lực cổ tay các bạn cũng trung bình cho mình khá một xíu, và nó cũng sẽ mau mệt hơn so với cái thằng 4000C nha. Còn một cái nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái phong cầu nó sẽ như thế nào. Thì một cái vật nặng đầu, thân nặng, thì tất nhiên là phong cầu rất là ngon rồi các bạn, nó sẽ không có bị hẩn như là những cái vật nhẹ. Những cái vật nhẹ các bạn phải dùng nhiều sức hơn, còn cái mấy cái vật nặng này á, nặng đầu nặng thân này á, các bạn đưa lên các bạn vẫy nhẹ cái là nó cúi sân rồi. Nhưng mà đòi hỏi là cổ tay các bạn cũng phải tốt một tí nha, để các bạn có thể vẫy nhẹ được, chứ không thôi là các bạn vẫy nhẹ nhiều khi là chật cổ tay luôn á. Đó, rồi thì ông nào mà tay mạnh tí nữa thì nhiều khi là cũng không có tốn quá nhiều sức đâu. Đó, rồi tiếp theo là về cái khoảng mà cái rung hồi nãy mình nói ha. Thì cái độ rung của cây này là có, nhưng mà các bạn phải để ý rất là kỹ các bạn mới nhận ra được là nó rung. Đó, các bạn nhận ra kỹ mà cái nào các bạn đập thực sự mạnh, đập kiểu như là gồng lên mà các bạn đập, thì các bạn sẽ nhận thấy là nó rung. Tuy nhiên thì đâu phải trái nào chúng ta cũng đập trong trận. Nhiều khi các bạn, nếu mà các bạn đập liên tù tì tầm 10 trái là thở không ra hơi rồi, đánh gì mất sức lắm đúng không, thì không phải trái nào chúng ta cũng đập, và đập xong thì còn sức đâu mà đánh. Đó, cho nên là mình coi như là mình bỏ qua cái chuyện rung đi. Đó, cái chuyện rung thì nó cũng không thành là vấn đề lắm. Rồi, thì nói chung lại á, nếu như mà các bạn muốn một cái cây vợt công ngon trong tầm giá dưới 2 triệu tầm trung của Tây Ninh á, thì cây này là mình thấy xứng đáng luôn. Mình thấy là nó vượt qua cái cây 4000C luôn nè, rồi 5000, rồi 300C luôn các bạn. Vậy thì cái cây 50C này nó sẽ phù hợp với ai? Mình thấy cây 50C này nó phù hợp với hai đối tượng các bạn. Thứ nhất là những bạn nào mà lực cổ tay khỏe, muốn tìm một cái cây vợt công thì hãy lựa chọn cái cây 50C này. Đó. Thứ hai là những bạn nào mà học sinh sinh viên cũng muốn tìm một cái cây vợt công giá hữu nghị, giá đẹp, thì cũng hãy lựa chọn cái cây 50C này. Đó, nếu mà lực cổ tay các bạn trung bình khá thì đập phải nói là ngon, thủ cũng ok, không quá mệt. Còn nếu mà lực cổ tay các bạn khỏe nữa thì đập thì nó là chuyện đơn giản rồi, rồi thủ thì nó cũng là chuyện quá đơn giản rồi, buông cổ tay cái là đi cuối sân hoặc là rất là cao. Tuy nhiên thì chống chỉ định cho những bạn nào mà cổ tay yếu yếu nha, những bạn nào mà giả sử như mà chơi tầm khoảng 6-7 tháng trở lại á, và kiểu như không có học bài bản á, thì cái cây này nó mệt á. Mà thật sự á, nếu như mà các bạn cố chơi thì mình nghĩ là rất là dễ bị chấn thương. Nhưng mà được thì các bạn nên đi học, hoặc là các bạn luyện cổ tay á, tầm khoảng năm á, là cây này ok, không vấn đề gì đâu. Rồi, thì mình ở đây á, mình hiện tại mình đang có 3 cây các bạn, 3 cây dòng C nè, 50C nè, 4000C nãy giờ mình nói á, và cây nữa là cây 20C. Thì hai cây này á, thì mình có làm một cái bài review chi tiết rồi. Đó, thì các bạn có thể bấm vào link mình để trong phần mô tả để các bạn xem. Rồi ba cái này á, thì chắc là ở clip sau thì mình sẽ review để cho anh em có một cái sự gọi là một cái góc nhìn chi tiết nhất để mình có thể lựa chọn. Tại vì ba cái này hiện tại giá cũng rất là đẹp luôn,
rất là ok luôn. Bắt cái tầm trung mà, bắt cái tầm trung là các bạn thấy đít vàng nè, cái đế nó màu vàng nè đó. Thì ba cây này thì mình sẽ làm review ha, mình review so sánh để chúng ta có góc nhìn nó cận cảnh và nó chi tiết chứ. Để bạn nào muốn mua thì mua nó, để sau này nó lên giá thì cũng khó mà mua được. Rồi ok vậy nha, vừa rồi là một chút chia sẻ của mình về cái cây vợt quá ngon, quá bổ, quá rẻ của Lightning này nè các bạn, cây 50C đó. Thì nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào á về cái cây vợt này á, hoặc là các bạn đã đánh qua rồi á, thì hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình để mình có thể lục được ra nhiều video mới nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.